vào trong, đi sâu vào trong thì thấy hoa trà nhiều hơn. Đấy, hoa trà nhiều hơn này. Đấy. Thực sự là ngày Tết đã cận kề rồi các anh chị ạ. Hôm nay đã là ngày 24 rồi, 24 Tết. 24 Tết thì mọi người rất là khẩn trương để chuẩn bị sắm Tết. Cây cảnh bonsai, hoa rồi là rất nhiều những cây mới lạ. Táo này mình thấy là nếu mà nhập từ bên Trung Quốc về đây thì cả vấn đề. Đó, mà các bạn để ý này. Đây thì tôi không phải là tôi soi kỹ đâu, nhưng mà nếu mà họ ghép được quả táo như này phải đẳng cấp. Quá đẳng cấp luôn. Đấy. Ví dụ cái cành này mọi người thấy này. Cành này mọi người thấy nhá, một quả táo mà nó mọc như này thì nó không chuẩn đâu. Chắc chắn là họ đã mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Đây là sử dụng keo mọi người ạ. Sử dụng keo, chắc chắn là có keo rồi. Một quả tự nhiên không bao giờ mọc này. Đấy, và mọi người nhìn thấy cái điểm này này. Đẹp chưa? Đấy. Người ta ấn thế này nhưng mà vẫn thấy cái lá nó rất nó không được tự nhiên. Đấy. Chắc chắn này. Và đặc biệt của cái quả lại mọc ra từ thân. Thân. Đây là nó vô lý đúng không? Vô lý. Nhưng mà đây phải nói là cái kỹ thuật người họ làm rất chuẩn đấy. Thế là thành công rồi. Đưa được một cái cây về đây mà ghép được như này là quá thành công rồi. Ghép hết các bạn. Đây là mình nói nhỏ thôi, bởi vì không có chủ cây ở đây. Mình nói để chia sẻ với mọi người thôi, nhưng mà chắc chắn ở đây là họ ghép keo 502 hết. Còn những cái vết cũ mà. Còn vết cũ hết. Đấy. Nó hợp khí hậu ngoài ở Việt Nam mình thì trồng cây táo này cũng hay này. Hay làm bonsai dáng cổ cũng được đấy. Nhưng mà một cái cây táo lạ vậy mà ghép như này quá đẳng cấp luôn. Thực ra cái hương vị ngày Tết chơi để chơi để ông nhà ngày Tết cũng vui mà. Vui mắt, mình có phải mình ấy đâu. Thực ra đây là kỹ thuật, tất cả kỹ thuật. Tất cả người ta có thể ghép được. Cái này dáng đẹp, dáng ba thân. Cái này dáng cũng được. Mình chưa nhìn thấy gốc. Khá đẹp. Đây là cái công việc người ta chế biến ra. Trồng trọng, đây khách mua chỉ cần đến mua là bê về thôi. Kỹ nghệ táo. Rồi, tan. Chuyển ra bên sau. Đây là hoa đỗ quyên. Đỗ quyên. Đỗ quyên đấy mọi người ơi. Đỗ quyên đấy. Mai vàng. Rất nhiều mai vàng to. Rất nhiều mai vàng. Cam canh, cam, quất. Cây cỡ đại này trung bình từ 1 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi một cây. Nói chung là chỉ chơi khoảng 3 ngày Tết, sau thì các bạn chỉ đến để sưu tầm.
gốc bìa mà trồng nhà. Rồi tấp nập người mua kẻ bán, rồi xe ô tô tấp nập đến đây mua chợ. Phim là chị đi vào, thỉnh thoảng gặp bà chủ cây rất xinh. Đấy. Ok, rồi chúng ta đi tiếp nhá. Này, khu này thì có rất nhiều người họ đang giao dịch ở bên này. Rồi đi tiếp nào các bạn. Đi tiếp. Cam canh. Đấy thì hôm nay không hãm đấy, hôm nay tôi chưa sờ. Rồi, đi tiếp các bạn. À, bên này thì có lạ này. Bên này họ thiết kế con chó, 5 con chó thì họ lại gắn cái cây quất vào. Quất trên lưng con chó. Đó. Ngon chưa? Lạ chưa? Lạ mắt chưa? 5 con chó. Ai cảm nhận được 5 con chó? Đây có một em này rất xinh. Ăn chó. Rồi, toàn quất xịn. Rất lạ mắt. Đây là sáng tạo, rất sáng tạo chó. Trung bình là một chậu này bao nhiêu tiền anh? 2,5 triệu, trung bình 2,5 triệu. Chó thì rẻ đấy. Ừ, chó rẻ nhưng cơ bản gắn lên đấy. Gắn nó thành chồng chậu đấy. À. Ờ, anh nhìn chồng em chồng ở trong anh. Chồng lâu chưa? Lâu rồi. À. Trước hết khoảng 2-3 tháng được rồi. À, tỷ lệ sống cao. Thuê. Có cho thuê không? Hay là chỉ mỗi ngày? Bán thôi. À bán. Vâng. Nhà vườn mình tận đâu đây? Em ở dưới Văn Giang. Văn Giang Hưng Yên. Rồi, tiếp nha. Cái này là vẫn gian hàng quất này, nhìn tươi đẹp, rất bóng đẹp, quả đều. Lá xanh mướt. Đấy, các chị xinh đẹp đang mua hàng đây. Bên này là Phật thủ ghép với cả bưởi. Đây là kỹ thuật người Hưng Yên làm rất giỏi. Rồi đi di chuyển tiếp. Đào. Đào và rất nhiều đào. Cây đã được xuất xưởng đi này. Rất nhiều đào. Đào thế mini nhỏ này. Mọi người mua về chơi bonsai cũng được, về cắt cho năm lại chơi tiếp. Rồi có lẽ mình đi vòng vòng kia. Vòng phía bên kia là chúng ta sẽ dừng lại những cái video này để quay cái video tiếp theo. À, mình sẽ đi vòng các bạn nhé. Đấy.
nằm trong lu, nằm trong chum lu vại. Cái này cũng không dưới 20 triệu đâu các bạn. Bao nhiêu? 2 triệu rưỡi đấy. 2 triệu rưỡi á? 2 triệu rưỡi. Cây rất là già, cây rất là già. Hết rồi, đây toàn những cây mình đấy. 2 triệu rưỡi cái này. Quả tươi. Nó không có mất mất nó lòng. Đây cửa chính của sân vận động Mỹ Đình. Cửa chính sân vận động Mỹ Đình. Đấy. Đấy, khu này bán ở đây. Gian chợ đây. Rồi, chúng ta đi tiếp nhá. Đấy, bạt ngàn là quất. Các siêu phẩm quất. Nhà mình tắt đây. Vâng. Rồi, chúng ta đi tiếp, ra đi tiếp. Quá nhiều quất rồi các anh chị ạ. À. Rồi các bạn nào ở Hà Nội thì các bạn qua đây để ngắm nha. Họ đây họ trưng bày đến 27 Tết đấy. Và cũng có thể hơn. Ra giờ thì nhiều cây, tìm được nhiều cây đẹp. Bởi vì nhu cầu về chơi Tết của dân người Hà Nội cũng nhu cầu rất là cao. Ai ai cũng muốn sở hữu những cây nó lạ mắt và độc đáo một chút. Đây, Phật thủ ghép với bưởi. Phật thủ ghép bưởi. Này chắc chắn là cây ở Hưng Yên. Cây Hưng Yên đấy. Liên tục có người mua cây. Đồng giá 150k. Cây này cây bé bé này. Đấy, 150.000. Cây kia họ lại mới đánh lên cây rất to. Chúng ta đi tiếp. Mình sẽ đi nhanh một chút nhé. Đi nhanh nhé các bạn. Đấy, đây là mai vàng. Từ trong miền Nam chuyển ra đây. Đó. Đào. Vẫn là đào. Họ hãm là nụ, khá là nhiều nụ. Cây này em chơi Tết là đẹp đấy. Nụ. Rất nhiều nụ. Cái mắt nó rất nhiều. Chưa thấy cái cánh hoa nào nhờ nở dày đâu. Cái này là kỹ thuật họ, họ hãm rất giỏi đấy. Có thời điểm nắng nóng đào nó nở rất nhanh. Có hai chậu đào thất thốn mà đào đấy là đào của Trung Quốc. Rồi còn đây là mấy tác phẩm đào cổ thụ, cây họ ghép đấy, bản chất là cái cây mà ở trên rừng họ về họ ghép 1-2 năm nó to như vậy. Ơi anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh hãy giúp bấm vào nút subscribe, nút đăng ký để ủng hộ cho Tuấn. Tuấn chia sẻ nhiều những cái video cho các anh chị và các bạn cùng ngắm ở trên kênh YouTube Bonsai Channel. Đó. Rất tuyệt vời nha chị nha. Rất tuyệt vời đấy. Rồi chúng ta hãy di chuyển thêm một chút nữa. Đây là cổng chính chợ Xuân. Đây cổng chính nha.
sản phẩm cây linh chi của bọn em rất là độc phải lạ. Anh cây video một chút ạ. Em mời anh ạ. Em nói đi. Đi mà. Bạn này bạn ấy muốn giới thiệu sản phẩm của bạn. Ok. Ấm linh chi mà làm. Vâng, đây là cái linh chi thật anh ạ. Mà linh chi đang sống và phát triển đấy. Rất là độc. Phải chờ tôi rồi không cho thêm cần nữa nhá.